rồi video mới ha. Chơi này sao mà chơi hết hả? Vô đây chắc phải mua vé rồi đó. Ba rồi nhà mắt khổng lồ rồi. Chắc là mắt ba cũng tại vì nó khổng lồ mà. Khổng lồ thì phải mắt. Cái này mà đi vô mỗi chỗ là có vé, vô chỗ là vé, không phải là vô được chơi hết đâu. Thôi bỏ tiền vô. Ghế massage vô là phải bỏ tiền vô đó à. Thôi chơi liên hoàn. Quay đúng đây luôn á. Không dùng cái chỗ luôn không? Chị nghĩ là bây giờ không có còn cái gì nữa, không có còn cái băng gì nữa. Người đóng gói. Xong rồi hả? Ý mà có cái bản đồ nữa nè. Không có bản đồ thì được, mà lần này xin thêm nguyên tờ tấm bản đồ mà không có được luôn. Khoái à. Quá giờ thì đường vừa khám phá. Có quá giờ thì đường lên đường siêu ra đây. Chị không sẵn tại vì anh tổng lỡ. Đúng. Đây đâu? Mẹ cầm, mẹ còn biết đường đi nữa con cầm. Đây là bản mặt quê mùa khi mà đang cầm. Cái bản đồ mà vẫn còn không có thể nào biết được chỗ đi lang thang. Vì mẹ nó quê mùa là chờ. À, xin con à. Được ngồi đây rồi thì được kết nối với em và đồng hành với em đến ngày hôm nay là một cái công rất là lớn, đó là của anh Hiền. Vé đó có 5 vé à? Nhưng lời trân trọng đến quốc hiện tại là chúng ta vẫn thường nói là lớn mạnh của chương trình là cái sự đóng góp của mọi người, mà chúng ta rất nhiều những không thể nào mẹ ăn cơm mà thấy không? Mẹ ăn bánh mì nãy đó, chưa có no đi. Nhưng mà những câu chuyện, những điều chia sẻ để giúp mọi người cảm thông và yêu mến. Lần này là to rồi, thì con cũng hay là Yeah.
vô hả? Xong rồi mình không chịu đi qua bên đây. Đúng rồi, thành ra nó là Long Sơn Nhật Nguyệt, còn em mình đi, mình tới đây nè. Ông to bà Nguyệt. Ừ. Nhưng mà mình không chịu không chịu đi qua đây. À, nó triển lãm tới cả tuần hay gì lận á, mà mới có ngày hôm qua mà sao mình thấy nó mất tiêu rồi. Chụp luôn cái tàu thánh rồi. Thôi, bỏ vô cho mẹ. Rớt mất loạn đòn, khép lại. Đi, mình phải giữ lại kỷ niệm chứ con. Đây nè. Ờ, hình ảnh đi hướng này. Đi hướng này nè con. Hướng này. Rồi, xe đưa rước cán bộ công nhân viên. À, thì đưa rước cán bộ. Trời đang mưa râm ran ha. Râm râm chứ ran ran gì. Bắp ram à. Bắp ram. Nhưng mà nhỏ cái không có lớn lắm. Nó làm mấy cái con gì đó. Nhặt ngọc tìm tiền. Đơn vị thực hiện. Thôi đi nhanh đi. Giờ cũng không còn thời gian bao lâu. Con có đi vệ sinh không? Đi đi con. Đi đi. Đi đi rồi mình lấy tinh thần xong rồi mình đi. Đi ơi. Giờ là chuẩn bị tinh thần rồi đi nè. Đi. Nói tiếng giống người ở bên
cam á. Mặc đồng phục. Nhân viên ở đây mặc đồng phục. Dừng video này ha.